Kinh Diệu Pháp Viên Hoa, quyển thứ hai. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Dân Chiếu Dịch. Phẩm thí dụ thứ ba. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng Pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe Pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy: chúng ta đồng vào Pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng Pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con chứ chẳng phải là của Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói Pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do Pháp Đại Thừa mà đặng độ thoát. Song, chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói Pháp, vừa mới nghe Phật nói Pháp, vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe Pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơi thế rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thiệt là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa sanh, đặng Pháp phần của Phật. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Con nghe tiếng Pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi Đại Thừa. Tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này, than ôi rất tự trách. Sao lại tự khi mình, chúng ta cũng Phật tử, đồng vào Pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai, nói Pháp vô thượng đạo. Sắc vàng bâm hai tướng, mười lực các giải thoát, đồng chung trong một Pháp, mà chẳng được việc đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 Pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi dạy Pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi Pháp không. Bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết, chẳng phải thiệt diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật, đủ 32 tướng, trời người chúng dạ xoa, rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa. Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật, não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói khô, lòng kia an như biển. Con nghe lưới nghi dứt,
Phật nói thuở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện, diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sanh đến xuất gia, đặng đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần không nói được. Vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con sa vào lý nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thiệt trí. Con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn, Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi 20 ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sanh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất: Ta thuở xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo, ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Xá Lợi Phất: Ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nước tên Ly Cấu, cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh, đẹp đẽ, an ổn, giàu vui, trời người đông đảo, lưu ly làm đất, có 8 đường giao thông, dây bằng vàng rồng để giăng bên đường, mé đường đều có hàng cây bằng 7 báo, thường có bông trái. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng 3 thừa giáo hóa chúng sanh. Xá Lợi Phất: Lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác mà bởi bổn nguyện nên nói pháp 3 thừa, kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu vậy. Các Bồ Tát đó số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị, tính kể hay thí dụ đều không kịp đến được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trồng cõi đức từ lâu. Ở nơi vô lượng 10.000 muôn ức Đức Phật, tịnh tu phạm hạnh, hằng được các Phật ngợi khen. Thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật không dối, chí niệm bền vững, bực Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Xá Lợi Phất: Đức Phật Hoa Quang thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm dương tử chưa thành Phật, nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp, thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kiên Mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo. Ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như đây. Xá Lợi Phất: Sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất đời sau, thành đấng Phật trí khắp, hiểu rằng Phật Hoa Quang sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng đặng đạo vô thượng, quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bửu Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu,
trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng văn đường xá, cây bảy báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó, chí niệm thường bền vững, thần thông ba la mật đều đã trọn đầy đủ. Nơi vô số đức Phật khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế Phật qua quan quá độ. Lúc Phật làm Dương Tự, rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sao, xuất gia thành Phật đạo. Phật qua quan trụ thế, thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh. Chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng băm hai, xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường, Phật hoa quang chủ làm, việc đó đều như thế. Đấng Lưỡng Túc Tôn kia rất hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông, nên phải tự vui mừng. Bấy giờ bốn bộ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và cả đại chúng, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, vân vân. Thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cõi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàng Như cùng Phạm Thiên Dương, vân vân, và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, Hoa Trời Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La, vân vân, cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển. Các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời điều trỗi, rưới các thứ hoa trời mà nói lời rằng: Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại, ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xưa ở thành Ba Nại, chuyển pháp linh bốn đế, phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu du thượng, pháp đó rất sâu màu, ít có người tin được. Chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp đó, chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật. Trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên, Phật đạo chẳng thể bàn. Phương tiện tùy nghi nói, ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật, trọn hồi hướng Phật đạo. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, con nay không còn nghi hối, tự mình ở trước Phật đặng thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị tâm tự tại 1200 đây, lúc xưa ở bậc hữu học, Phật thường dạy rằng: Pháp của ta hay lìa sanh già bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Các vị hữu học vô học đây cũng đều đã tự rời chấp ngã cùng chấp có, chấp không, vân vân. Nói là đặng niết bàn, mà nay ở trước Đức Thế Tôn nghe chỗ chưa từng nghe, đều xa vào nghi lầm. Hay thay Thế Tôn, xin Phật vì bốn chúng nói nhân duyên đó khiến lìa lòng nghi hối. Khi ấy Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên, lời lẽ, thí dụ, phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó, những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc, có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông.
hoặc 100, 200 cho đến 500 người, lầu gác đã mục, vách phên sụp đổ, chân cột hư nát. Chính xuyên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc, lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả, hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng: ta dầu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm, mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó lại nghĩ: thân và tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẳng từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ: nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm chơi giỡn, hoặc chấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền mau ra, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con: các con mau ra. Cha giàu thương xót khéo nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui chơi chẳng khứng tin chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Bấy giờ trưởng giả liền nghĩ: nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không liền ra chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày trước phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trân báu lạ lùng, nếu có chắc chúng ưa lắm, mà bảo các con rằng: đây này là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sao chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dơ, xe hư, xe trâu như thế, nay ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy, tranh ra khỏi nhà lửa. Khi đó, trưởng giả thấy các con đặng an ổn ra khỏi nhà lửa đều ở trong đường ngã tư ngồi nơi đất trống, không còn bị chướng ngại, tâm ông thơi thới, vui mừng hớn hở. Bấy giờ, các người con đều thưa với cha rằng: cha lúc nãy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xe dê, xe hưu, xe trâu, xin liền ban cho. Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng, chân dọn bằng các món báu, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lộng văn che ở trên, cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trao dồi đó. Dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay bằng mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng, các thứ kho tàng thảy đều đầy ngập. Ông nghĩ rằng: của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báo như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu, huống gì các con. Lúc ấy, các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ sao ông trưởng giả đó đồng đem xe trân báu lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa: thưa Thế Tôn, không. Ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con đặng khỏi lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp,
huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó nhẫn đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước có nghĩ như vậy: ta dùng chiếc phương tiện cho các con đặng ra khỏi, vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: hay thay, như lời ông nói, Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian, ở nơi các sự sợ hãi, suy não, lo buồn vô minh che tối hết hẳn không còn thừa, mà trọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy, có sức đại thần thông cùng sức trí huệ đầy đủ các món phương tiện, trí huệ ba la mật, đại từ đại bi, thường không hề lười mỏi, hằng vì cầu việc lành lợi cho tất cả muôn loại mà sanh vào nhà lửa tam giới của mục này, để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa, sanh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc, dạy bảo cho chúng sanh đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta thấy các chúng sanh bị những sự sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não nó đốt cháy, cũng vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống khổ, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ vì người yêu thường xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàn không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rảo chạy, dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng: ta là cha của chúng sanh, nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban cho vô lượng vô biên món trí tuệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ: nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện, mà vì chúng sanh khen ngợi các món tri kiến, trí lực, vô sở úy của Như Lai, ác chúng sanh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, dầu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa, rồi sao đều cho xe trân báo lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, dầu có trí lực cùng sức vô úy mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sanh. Vì chúng sanh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng: các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc, thinh, hương, vị, xúc, thô hèn. Nếu tham mê, ác sanh ái nhiễm, thời sẽ bị nó đốt. Các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy. Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sanh thẳng đến, lại bảo: các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này dùng các món căn, lực, giác chi, thánh đạo, thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân để tự vui sướng, đặng vô lượng sự an ổn khoái lạc. Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nào bề trong có trí tánh theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi tự cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa. Như các người con kia
vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực, vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời, người độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Đại Thừa. Bồ Tát vì cầu đặng thừa này thời gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô úy, ông tự nghĩ: ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sanh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sanh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ, đường hiểm đáng sợ của ba cõi, đặng sự vui niết bàn. Bấy giờ Đức Như Lai bèn nghĩ: ta có vô lượng vô biên trí huệ, lực vô úy, vân vân. Tạng pháp của các đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp Đại Thừa. Chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định, giải thoát, vân vân của các đức Phật. Các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi hay sanh ra sự vui sạch màu bậc nhất. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn vật báo trang nghiêm an ổn thứ nhất. Xong, ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối. Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng Đại Thừa mà độ giải thoát đó. Vì sao? Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ, lực, vô sở úy, có thể ban pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sanh, chỉ vì chúng sanh không thọ được hết.